Thưa quý vị và các bạn, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thực tiễn 92 năm qua đã chứng minh rằng đảng ta đã đảm nhiệm sứ mệnh tổ chức lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đáp ứng khát vọng độc lập tự do của dân tộc, đưa đất nước ta đến bến bờ hòa bình, ấm no hùng cường, thịnh vượng, ổn định và hạnh phúc. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, với trí tuệ bản lĩnh của một đảng cách mạng, đạo đức văn minh, từ khi bước vào công cuộc đổi mới, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đó là trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi dân là gốc và lấy dân làm gốc. Xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới, cùng có quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, lắng nghe dân nói và làm cho dân luôn tin yêu Đảng. Mỗi độ xuân về cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, chúng ta nỗ lực thực hiện chiến lược xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. Đảng đã cho ta những mùa xuân đầy ước vọng, dân tộc Việt Nam hãy vững tin tiến bước dưới lá cờ đảng quang vinh để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, ổn định và hạnh phúc. Và với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta có quyền khẳng định một cách đầy tự hào, đảng ta thật là vĩ đại cuốn sách Một số vấn đề lý luận về thực tiễn và chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của giới học giả quốc tế. Báo sự thật của Đảng Cộng sản Liên bang Nga số ra ngày 17 tháng 2 năm 2022 đăng bài viết của tác giả người Nga với tựa đề Việt Nam tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trong đó đưa ra nhiều nhận định sâu sắc về cuốn sách của Tổng Bí thư trong bài viết tác giả nhận định tựa đề một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã phản ánh rõ nội dung cuốn sách. Cũng trong bài viết của mình, tác giả người Nga đã nhận định về những nhiệm vụ hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến kết hợp phát triển con người, nâng cao đời sống nhân dân cuốn sách của tổng bí thư là sự xác nhận rõ ràng về tinh thần nghiêm túc trong công việc mà ban lãnh đạo đảng cộng sản việt nam không ngừng thực hiện nhằm xác định mục tiêu nhiệm vụ của những người đảng viên và toàn thể dân tộc việt nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo thông tin trên các báo tới thời điểm này, các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới năm 2022 đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới với tâm thế và trách nhiệm cao nhất. Đặc biệt các đơn vị đã làm tốt việc nắm chắc lý lịch, chủ động phân loại từ sớm các đối tượng theo nhiều phương diện tiếp cận trong đó có phân loại về mặt trình độ, năng lực sở trường, năng khiếu cá nhân. Những năm gần đây chất lượng công tác tuyển quân trong toàn quân không ngừng được nâng lên, trong đó tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, đào tạo nghề, thanh niên là đối tượng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nhập ngũ ngày càng tăng. Thực tế cho thấy thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng hay có thành tích cao ở các kỳ thi thường là các đối tượng tự nguyện viết đơn xung phong nhập ngũ, thể hiện nguyện vọng được cống hiến phục vụ trong môi trường quân đội. Cũng đã có không ít đối tượng là quân nhân thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng lập thành tích tiêu biểu, đóng góp quan trọng nổi bật vào thành tích chung của tập thể, được các cấp phát hiện bồi dưỡng đào tạo rồi phát triển lên các vị trí công tác quan trọng trong hệ thống lãnh đạo chỉ huy. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thực tiễn mới, trước sự chi phối đa chiều của đời sống xã hội, việc sớm phát hiện nhân tài, đối tượng có trình độ năng lực trong đội ngũ chiến sĩ mới cần được tiến hành quyết liệt đồng bộ hơn nữa ở tất cả các cấp. Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững định vị tại vai trò vị trí, sứ mệnh của nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn tới. Phát biểu trên báo Tiếng Nói Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan mong muốn chiến lược sẽ được lan tỏa vào tâm thức của mỗi lãnh đạo người dân trong xã hội, định vị đúng vai trò vị trí sứ mệnh của nông nghiệp, nông thôn và nông dân khẳng định hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, Chiến lược đưa ra nền tảng từ tổ chức lại sản xuất để phát triển nông nghiệp nông thôn hay cơ cấu lại nông nghiệp, bắt đầu việc tổ chức lại sản xuất, ngành nông nghiệp sẽ phải đổi mới tư duy sản xuất, đó là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tập trung vào nâng cao giá trị hiệu quả, đa dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với yêu cầu thị trường. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh chiến lược khẳng định dù đóng góp nhỏ nhưng vai trò vị trí của nông nghiệp trong bình ổn xã hội rất lớn. Khi nhận thức đúng thì sẽ có nguồn vốn hạ tầng đầu tư cho nông nghiệp. Bộ sẽ ban hành kế hoạch hành động chiến lược các đơn vị trực thuộc bộ phải trình lãnh đạo bộ, kế hoạch tiếp cận chuyển đổi tư duy theo chiến lược để sớm hiện thực hóa việc xây dựng và đưa chiến lược đi vào cuộc sống. Sau 8 năm nỗ lực cải cách thể chế môi trường kinh doanh tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, tuy nhiên từ năm 2020 do tác động của dịch Covid-19, việc cải cách môi trường kinh doanh ở nước ta có xu hướng chững lại, một số tiêu chí chưa bền vững thậm chí bị giảm thứ hạng. Thực tiễn đã đòi hỏi những cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa của chính phủ để dỡ bỏ rào cản giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, bước sang quá trình phục hồi và phát triển. Tiến sĩ Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng kết quả cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam nhìn chung đang có dấu hiệu chậm lại bởi những tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 khi cả nước phải chia sẻ nguồn lực, thời gian công sức cho phòng chống dịch do đó khi nền kinh tế bị suy giảm các quyết sách cần phải được ban hành nhanh và kịp thời tiếp tục đẩy nhanh cải cách thể chế cả ở mức độ và tốc độ hiện tại chúng ta bị áp lực rất lớn về dư địa thời gian nếu không tăng tốc độ và mức độ cải cách việt nam sẽ bị chậm lại và lạc nhịp so với khu vực các thể chế môi trường kinh doanh này sẽ tác động rất lớn đến cách thức vượt qua đại dịch và mức độ tận dụng cơ hội của doanh nghiệp chỉ với những thể chế được cải cách, môi trường kinh doanh thật sự thông thoáng và thuận lợi sẽ là những yếu tố cơ bản không thể thiếu để doanh nghiệp phục hồi kinh doanh góp phần đưa nền kinh tế quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao và bền vững. Thuế ưu ái người nước ngoài, đó là câu hỏi được đặt ra khi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được khấu trừ một số chi phí trước khi tính thuế thu nhập cá nhân, trong khi người Việt thì không, chưa kể ngưỡng thuế hiện nay đã quá lạc hậu. Nói chính xác thì không phải luật thuế thu nhập cá nhân ưu ái người nước ngoài mà thiếu công bằng với người trong nước bởi khấu trừ chi phí hợp lý hợp lệ trước khi tính thuế là cách hầu hết các nước trên thế giới thực hiện. Cũng giống doanh nghiệp, các khoản chi phí hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh đều được khấu trừ, số lợi nhuận còn lại mới tính thuế. Nên cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khấu trừ một số chi phí trước khi tính thuế thu nhập cá nhân là hoàn toàn đúng việc này cũng góp phần đảm bảo cạnh tranh thu hút vốn ngoại vào việt nam với các nước xung quanh thế nhưng chỉ cho người nước ngoài được khấu trừ chi phí mà không cho người việt nam thì quá vô lý phân biệt đối xử và thiếu công bằng đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những bức xúc về ngưỡng thuế về éo le chi tiêu không đủ nhưng cũng phải nộp thuế hiện nay tạo sự công bằng cho người nộp thuế đúng xu hướng và bản chất của thuế hạn chế thất thu thậm chí tăng nguồn thu cho ngân sách một mũi tên trúng nhiều đích Hy vọng Bộ Tài chính sẽ nhanh chóng sửa đổi những bất hợp lý trong luật thuế thu nhập cá nhân để những người đóng thuế cảm nhận được sự chia sẻ của nhà nước và cũng là cách nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Những năm qua, nhiều chính sách pháp luật về quản lý bảo vệ động vật hoang dã đã được ban hành sửa đổi, tuy nhiên vẫn tồn tại không ít bất cập từ những quy định trồng chéo và sự phân giao trách nhiệm cần khắc phục kịp thời thẩm quyền quản lý bảo tồn động vật hoang dã hiện được giao chủ yếu cho hai bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường trong đó bộ nông nghiệp phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực nông nghiệp lâm nghiệp thủy sản bộ tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tuy nhiên trên thực tế thẩm quyền của hai bộ có sự trồng chéo dẫn đến khó khăn cho quản lý thực thi các quy định pháp luật liên quan đã đến lúc cần đánh giá khách quan toàn diện về việc ban hành và thực thi các quy định pháp luật liên quan đến động vật hoang dã nhằm bảo đảm tính bền vững và hiệu quả của công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp quý hiếm. Về lâu dài, theo nhiều chuyên gia về bảo tồn động vật hoang dã cần chấm dứt tình trạng cùng một loài động vật hoang dã nhưng nằm trong nhiều danh mục có cơ chế quản lý khác nhau, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, có thể cân nhắc trách nhiệm quản lý theo mục đích thực hiện hoạt động ví dụ bộ tài nguyên môi trường quản lý hoạt động bảo tồn trong tự nhiên và các hoạt động nuôi trao đổi mua bán tặng cho loài nguy cấp quý hiếm vì mục đích bảo tồn và các mục đích phi thương mại khác bộ nông nghiệp phát triển nông thôn quản lý hoạt động khai thác trao đổi mua bán tặng cho nuôi loài nguy cấp quý hiếm vì mục đích thương mại theo tổng công ty Đường sắt Việt Nam từ đầu năm 2021 đến nay các đoàn tàu hứng chịu 79 vụ ném đá gây hư hỏng và thiệt hại 83 cửa kính của đầu máy toa xe, chưa kể nạn ném đá ô tô cũng đang đe dọa an toàn giao thông. Chuyện không mới bởi vì ném đá tàu lửa xảy ra từ lâu nhưng không dẹp được, chính quyền các địa phương bất lực với nạn ném đá tàu lửa. Cùng với ném đá tàu lửa là ném đá ô tô, thậm chí là ô tô đang lưu thông trên cao tốc. Ném đá là chơi cho vui, là cho tiêu khiển của một số người. Còn giải đinh là kiếm sống, là kế sinh nhai. Thử hỏi nơi đâu trên thế giới này lại có một cách kiếm sống man dợ như vậy. Giải đinh để nạn nhân dính bẫy, phải thay ruột xe, rồi những kẻ đạo bẫy nhân cơ hội chặt chém con mồi. Nhưng hậu quả của nạn giải đinh đâu chỉ là chuyện mất tiền, mất bạc mà còn cả mất mạng. Đã có không ít trường hợp đi xe máy cắn đinh, té, bị thương, có trường hợp tử vong vì chấn thương sọ não, giải đinh, ném đá ô tô, xe lửa là man dợ là hành vi giết người, nhưng tại sao không dẹp được? Xã hội công bằng văn minh không thể để tồn tại các loài tệ nạn này.